Năm 2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn, phát triển nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. Với con số tăng trưởng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La trong năm nay đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trong năm 2023 ước đạt 186,8 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9%, trong đó giá trị nông sản tham gia xuất khẩu ước đạt 177,6%, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm xi măng và clique, cà phê, chè, tinh bột sắn và các sản phẩm khác như chuối, xoài, chanh leo. Trong năm 2024, tỉnh Sơn La tiếp tục khai thác phát huy tiềm năng nâng cao giá trị gia tăng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng năng lực sản xuất, nhất là các sản phẩm công nghiệp chế biến sâu gắn với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu. Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ số và hoạt động xúc tiến thương mại. Tiếp tục tập trung thu hút các doanh nghiệp, đầu tư nhà máy chế biến, bảo quản các sản phẩm chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường khó tính.